phòng làm việc của mình mà từ trước tới giờ các bạn đã hỏi mình rất là nhiều, thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái phòng làm việc của mình nó như thế nào. Phòng ngủ là riêng nữa, còn phòng làm việc là riêng. Phòng ngủ thì nó tiện nghi thôi, còn phòng làm việc của mình nó bừa bộn quá các bạn ơi, mình không dám quay luôn á, nhưng mà các bạn yêu cầu rất là nhiều thì hôm nay mình sẽ quay phòng làm việc của mình nó như thế nào nha. Ok, thì ở đây là một cái bàn máy tính, là cái bàn máy tính của mình hay ngồi ở đây coi clip của những anh chị YouTuber khác á. Thì mình ngồi ở đây mình chơi nè, thì mình nghe bằng tai nghe. Mình chưa có chuẩn bị cái loa nữa các bạn. Thì đây là cái bàn phím. Còn đây là một cái bàn phím. Cái bàn phím này cũng bình thường, tầm trung là từ 100 mấy đến từ 100.000 đến 150 thôi các bạn, rất là rẻ luôn. Còn cái màn hình này là lúc trước á, cái dàn PC cũ của chị Tiền á, thì phải lấy cái màn hình này đắp vô cái máy tính của mình luôn. Còn cái hùng PC này á, này cái hùng PC này á là mình mới mua luôn các bạn ơi, mua tầm 4 triệu á. Thì lúc trước mình có một cái hùng máy rồi, nhưng mà lúc đó mình để ở nhà. Còn cái hùng này là mình mới mua, cái hùng này là rơi tầm 4 triệu. Cái hùng này là hình như mình không có làm nhiều máy tính, nhưng mà mình biết cấu hình của nó khá là mạnh, mạnh hơn máy tính ở nhà của mình rất là nhiều. Ở đây mình đã gắn một cái cục wifi riêng cho phòng làm việc của mình, phòng làm việc riêng, và cái phòng ngủ thì mình gắn một cục khác riêng nữa nè. Trên đây là cáp sạc, cái kiểu này sạc iPhone này kia, cục sạc đồ đó. Rồi tầm trung cái hùng máy của mình là rơi tầm 4 triệu nha. Nói chung là cấu hình cũng khá là ok, khá là mạnh, mình rất là thích luôn. Và bây giờ mình sẽ review cái khác cho các bạn xem nha. Đây, đây là một cái ghế. Lúc trước á mình đâu có ghế này để mà ngồi đâu. Ghế này á thì là ghế của chị Tiền mua sẵn để đây luôn. Còn đây là mấy cái dụng cụ mà mình làm YouTube nè các bạn ơi. Đây là cái giá đỡ, cái đồ kẹp điện thoại các bạn nè. Đây mình để vô cho bạn xem nha. Nè, cái điện thoại mình cầm qua như thế này, mình để này vô. Thì mình quay như thế này nè. Đó các bạn thấy không? Ở đây là cái đồ kẹp điện thoại, nó giúp cho mình đỡ rung hơn á các bạn. Còn ở đây có mấy cây viết nè, một cái hộp quẹt, một cái cây son. Đây là cái kính mình bị cận á, hai đầu máy lần. Ở đây có một cái chai lăn nắp để mà lăn vô mỗi khi mà bị hồi nha. Còn ở đây là một chai nước lọc để uống nước các bạn. Quay sát vô Liên ơi. Được không? Lấy cây đi, lấy cây. Đây là cái cây quay của mình để mà gắn vô cái con Google của mình đó các bạn. Cây này nó khá là dài luôn á, tại vì mình không có mở mấy cái này ra thì nó còn cục, mà mình mở ra rồi thì nó khá là dài luôn. Bây giờ cưng kéo ra đi, cực kỳ dài luôn á các bạn ơi. Nè, đó các bạn thấy không, dài tuốt đằng kia luôn kìa. Nó cầm rất là vừa, khi mà mình để vô lại, mình đút vô lại á thì nó khá là nhỏ, khá là bé nè. Cái này có thể là chụp hình luôn á các bạn ơi. Mình có thể gắn cái này vô và để vô đây, mình để cái giá đỡ điện thoại của mình lên. Còn đây á là một cái tai nghe, thì tai nghe này cũng chung với cái màn hình máy tính này, thì cũng là của chị Tiền. Có cái hùng là mình mua, các bạn có cái hùng là 4 triệu mình mua. Còn đây là một cái miếng lót. Cái máy tính này cũng không có cái gì đặc biệt đâu. Con chuột thì cũng cùi mía nè các bạn thấy không. Cái máy tính này, cái bàn phím này là bàn phím công sở của mấy người làm việc ở trong công ty người ta sử dụng á. Thì mình đâu có tiền mà mua bàn phím cơ, bàn phím này, bàn phím mất tiền gì đâu. Mình xài bàn phím bình thường là được rồi, miếng lót cũng bình thường. Hai mấy ngàn à, đó các bạn thấy không. Con chuột này có mấy chục ngàn à. Có mấy hộp kem để mà ban đêm sức nữa các bạn thấy không. Đây, mấy cái hộp kem mà để xích tay, xích chân cho nó đỡ đen á. Thì đây là một cái bàn máy tính của mình. Thì mình chưa có chuẩn bị bàn cây hay là đầy đủ gì hết. Mình để trên cái bàn ngủ này nè. Mình để trên cái bàn ngủ này luôn. Nhưng mà nó cũng tiện các bạn ơi. Như khi nào mình có tiền nhiều thì mình sẽ mua một cái bàn cây, hoặc là mình sẽ làm trang trí thêm cái phòng làm việc của mình. Nó là cực kỳ đẹp, tại vì mình mới chuyển về đây á, nên tất cả mọi thứ á thì mình chưa có chuẩn bị hết. Mình mới chuyển về được một tuần thì mọi thứ mình chưa có chuẩn bị hết. Thì quay như thế này để cho các bạn biết là mình làm việc nó như thế nào. Thì mong các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đây là cái cáp ghim cái con Google của mình nè. Đây là cáp sạc.
để khi nào mà máy quay của mình hết pin thì mình có thể sạc. Còn đây là Facebook của mình, có nhiều bạn hỏi Facebook. Rồi Facebook của chị Tiền rồi. Mình rất là hay coi của những anh chị YouTuber nổi tiếng như Gidover Gamer, Mithy, Osusu, nói chung là nhiều người lắm các bạn ơi, mình coi rất là nhiều người luôn. Mình coi chủ yếu là mình học hỏi kinh nghiệm của người ta, rồi xong mình tìm những cái ý nhỏ nhỏ mình góp ý riêng cho mình để mà mình học hỏi, mình nói chuyện nó không có bị dấp, bị vấp nè, rồi nói chung là không có bị lèo lử. Tại vì các bạn biết tại sao mình nói chuyện nó hơi ấy ấy không? Tại vì mình bị ngọng, không biết tại sao mình nói chuyện nó cứ như cái từ khổng lồ mà lúc trước mình đi học mình hay nói là khổng ấy hết các bạn. Đó, nên nó hơi vấp thì các bạn thông cảm cho mình nha. Từ cái bàn bên đây thì các bạn nhìn ở dưới đây, rồi sau đó là rất là nhiều dây điện luôn đúng không? Còn bên đây là mình chuẩn bị bánh trái để mà ăn thì các bạn, đây là oxy nè đó, rồi sữa để mà uống, vàng đêm có để mà uống. Thì mình làm việc bên đây mình có thể ngủ bên đây được, nhưng mà mình thích ngủ bên nhà bển hơn. Còn đây là công biển luôn nè các bạn thấy không nè đó. Đậu phộng với lại mì gói, mình rất là thích ăn cái loại mì sư cay này luôn các bạn, rất là thích ăn cái vị bò này, mình chuẩn bị để mà ăn tối. Còn cái hộp điện thoại nè, đây là cái hộp không không có gì đâu, mình đặt ở bên này luôn. Còn chỗ bên bển, còn ở bển là một cái phòng mà, còn ở bển là một cái phòng ngủ riêng, mình chủ yếu là qua bển để mình ngủ. Còn thường ngày á là mình vẫn ở bên đây, mình coi trước khi mình làm cái gì đó thì mình coi, mình học hỏi kinh nghiệm trước của mình sẽ làm sao để mà video của mình nó hay hơn á, bạn hiểu không? Học hỏi kinh nghiệm là khác, còn bắt chước là khác nha. Mình học của người khác từng cái ý nhỏ, còn bắt chước của người ta là bê nguyên cái của người ta hết để mà làm. Thì mình không có như vậy, mình chỉ học hỏi kinh nghiệm của người ta để mà giúp cho video của mình nó hay hơn thôi. Thì các bạn thấy nó đơn giản không? Đó. Một cái phòng như là cái phòng trọ gì đó, thật ra là cái chỗ này không phải là phòng trọ nha. Đây là cái phòng làm việc cắt riêng để mà mình để máy tính này kia vô để mà làm thôi. Còn bên bản là phòng ngủ, mình không thể nào mà để ngủ với làm việc thì nó phải riêng đúng không? Mình không thể nào mà làm như ngủ nó chung được. Thì ở đây nó kiểu như rất là bề bộn, thì các bạn thông cảm nha. Thì ở trong đây một cái phòng của mình xin nhắc lại chứ không phải là phòng trọ. Còn đây là một cái nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh ở đây thì nó không có được ok, không có được đẹp hơn nhà vệ sinh bên phòng ngủ. Nó chỉ bình thường đơn giản như những nhà vệ sinh khác thôi. Còn ở ngoài đây nhìn vô á, các bạn đứng ở từ xa mình nhìn vô đây á thì nhìn ở đây nó rất là rộng đúng không? Thì mình cảm thấy cái phòng của mình cực kỳ rộng luôn. Còn mở cửa ở đây á, mở cửa ra đây là một cái bãi gửi xe, bãi mà người ta sửa xe, bãi mà từ Sài Gòn á người ta đến Tây Ninh á gửi xe đây nè. Còn ở ngoài đây có một cái cánh cửa nữa. Đây là nhà xe Quỳ Nghĩa các bạn ơi, rất là rộng luôn. Ở ngoài đây mà quay video thì khá là ok rồi, nhưng mà mình chỉ ở trong phòng này thôi, mình rất là ít ra ngoài đó tại vì trưa lại nó rất là nóng và nó rất là nắng luôn. Rồi gió lên thổi vào căn phòng của mình rất là mát luôn. Bữa trưa ở đây rất là nóng thì mình đã che lại một cái màn như thế này nè, nó các bạn nghe không? Thường hôm qua là mình chỉ là hôm qua là nó bằng kính như thế này nè các bạn, kính như thế này nè đó. Nó rất là nóng và nó rất là kiểu như nó cháy nắng và rất là khó chịu, thì mình đã che với miếng màn này. Thì buổi trưa khá là mát, không có nắng gì hết. Ở trên là lâu phòng cũng không có đẹp, không có đèn gì hết các bạn ơi. Nói chung là một cái phòng bình thường thôi, rộng hơn phòng trọ rất là nhiều. Chị Tiền gọi mình.